Trời, cảm ơn em, có lì xì nữa. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết ha cô chú anh chị, ở Việt Nam chắc là mọi người đang tưng bừng đón Tết rồi đó mọi người. Còn ở bên này thì Kim không có làm cái gì đón Tết hết đó cô chú anh chị. Tính ra năm nay thì cũng đã là 4 cái Tết xa nhà rồi ha mọi người. Nhân dịp năm mới, Kim xin chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, may mắn và bình an ha mọi người. Sáng nay Kim làm bánh chuối và yến mạch nướng để ăn sáng ha mọi người. Em Chi thì vẫn còn ngủ đó cô chú anh chị. Làm cái bánh này cũng rất là nhanh ha cô chú anh chị. Chuẩn bị thì chưa đến 10 phút và nướng thì khoảng 25-30 phút là mình đã có ăn sáng rồi đó, và nóng rất là ngon. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản cô chú anh chị. Chỉ cho chuối, yến mạch, sữa tươi, trứng gà và cho thêm bột vani và baking soda nữa là được rồi đó cô chú. Trời, cảm ơn em, có lì xì nữa. Bất ngờ ghê luôn á trời. Bao nhiêu lâu rồi mình không được nhận lì xì, hôm nay quá bất ngờ luôn. Thank you very much em. Happy New Year em nha.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Hai giờ rưỡi rồi, Kim về đón Chi Chi hả cô chú anh chị. Trời đang mưa đó mọi người, đang đợi xe bus xong rồi đi xe bus thẳng đến trường Chi luôn mọi người. Thank you. Nó mò mò gì vậy đó mình không biết nữa. Chạy lên cây rồi chị ơi. Kim đi làm về rồi hả cô chú anh chị. Thì đi về đón Chi về xong rồi ba Chi cũng về luôn rồi mọi người. Tắm rửa thay đồ xong rồi cô chú ơi, ba Chi đã làm đồ ăn tối cho Chi rồi, ăn xong sẽ chuẩn bị đi gymnastic hả mọi người. Còn Kim thì Kim không có đói bụng cô chú anh chị, không biết sao bây giờ thấy mệt không muốn ăn gì hết trơn. Ba Chi thì một chút nữa đi ra ngoài gặp bạn đó, cho nên là ba Chi cũng không ăn tối bữa nay. Thì Kim ăn cái bánh này thôi. Bánh này là bữa ba Chi đi Nhật mua về đó mọi người. Vậy ăn cái loại nào trước đây nè. Cái này có hạnh nhân nè cô chú anh chị, rất là xốp luôn. Xếp áo lại đây con, xếp áo.
cái áo kia lại, cái áo dưới ghế kìa xếp lại. Chị nó mới đi học gymnastics về là đã ngồi để vẽ nữa nè cô chú ơi. Chị không ăn mì đúng không? Về không thay đồ luôn. Chị đang vẽ thiệp chúc mừng sinh nhật hả cô chú anh chị. Ngày mai là đi sinh nhật của Dượng, là chồng của cô chồng đó cô chú anh chị. Bây giờ em Chi nè đang, hồi nãy giờ đã vẽ rồi đó, vẽ xong một cái thiệp chúc mừng sinh nhật rồi. Bây giờ vẽ nữa, bây giờ đang suy nghĩ vẽ gì vậy? Đang suy nghĩ ý tưởng đó hả? Chị nghĩ ý tưởng mà đâm chiêu thấy ghê không? Thôi chị vẽ đi. Mẹ ăn hết mì luôn á nha. Chị quan xong có thịt bò nữa đó, ăn không? Không ăn thôi. Rồi, trong mặt cô chú coi cái nãy giờ chị làm cái gì kìa. Rồi đây. Đây chị vẽ ai đây? Ai với ai á? Daddy and Jordan. Daddy với lại ông Gordon đây đúng không? Này ai là Daddy? Daddy đây đúng không? No. Hả? Cái này Daddy. Cái này Daddy hả? Đây là ông Gordon nè. Happy birthday nè, hồi nãy vừa về là Chi đã nhờ ba viết cái chữ happy birthday làm sao đó, chúc mừng sinh nhật. Xong rồi Chi viết theo nè. Mà viết sao không ngay hàng thẳng lối vậy trời? Hả? Viết hàng lên trên, hàng xuống dưới vậy? Rồi có trái tim nữa. Thôi viết vậy cũng đẹp rồi đó con, giỏi quá. Rồi dán cái băng keo này lại nữa đó hả? Trời ơi, dán lên Chi vậy trời? Đây nữa nè, gọi này ai? Jordan. Giỏi quá. Rồi nó Chi giỏi không bà cô chú. Chi suy nghĩ cho mọi người ghê, tự làm á chứ không ai kêu hết trơn á. Rồi không ăn mì luôn. Đói bụng không? Uống sữa đi rồi đi ngủ. 8 giờ mấy rồi ông bà cô chú ơi, tại lúc nãy trước khi đi học gymnastics là ba Chi đã làm đồ ăn tối cho Chi rồi đó cô chú anh chị.